Ok, chào các bạn. Thì đây là đơn 5 cái của anh khách nha. Mình sẽ làm mà gói trong tối nay luôn nha. Tại vì sáng mai á, mình có hẹn đi bãi mà trưa về á, thì lại không kịp. Và chủ nhật á, thì mình lại nghỉ. Cho nên tối nay từ giờ tới tối thì lại rảnh. Cho nên thôi gấp rút làm xong cho anh khách luôn. Ok, cái này thì mình đã tìm đủ, mình đấy lấy đủ hai cái khay cho anh nha. Hai cái khay này nè. Đó. Cái này thì rất là đẹp. Cái này là đã xong hết rồi nha, vệ sinh xong hết rồi. Còn bốn cái này thì chỉ có mấy cái này là mới rửa sạch vệ sinh thôi. Còn ba cái này thì mới đi tuyển xong nha, mới tuyển xong hết. Thì sẽ ưu tiên lắp mấy chục cái nắp này cho anh hết nha. Cái này thì mình không biết công dụng để làm cái gì. Chắc mở rộng thêm đúng không? Mở rộng thêm được một chút. Nhưng mà cơ bản thì chắc có khách cũng không cần. Tại vì nó khi mở rộng á, các bạn cũng không thể làm được cực lớn đây nha. Ví dụ như các bạn để đồ thì ví dụ như những cái ví dụ như một người thợ ấy đi. Thợ trong xưởng đi thì họ có xu hướng thì làm trên bề mặt này nó cứng hơn thôi. Đẹp ghê ha. Vệ sinh xong nó đẹp. Cái này chưa vệ sinh nó còn ố các bạn. Nó còn lớp dầu nhớt gì nè. Còn vệ sinh xong thì nhìn nó đẹp nha. Nó có cái vân vân nhám nhám nè. Nó không có bị trôi hàng. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành nha. Đóng gói luôn. Cho xong trong tối nay cho anh 5 cái nha. Đơn này hầu như thu vốn nha. Hầu như thu vốn. Cảm ơn anh ủng hộ shop nha. Thì mình cũng cần tiền để nhập một lô hàng khác các bạn, lô hàng thủy lực nha. Sắp tới mình làm được bên thủy lực. Bữa nay đi tùm lum lấy cái này lấy cái kia cũng hơn 10 triệu các bạn. Chứ không phải là cứ bữa nay lấy vài món thôi mà đã hơn 10 triệu. Cho nên cũng vốn nó chôn dữ lắm các bạn, chứ không có đơn giản nha. Đây nè, bữa nay mình lấy nè. Hai cái này thì là mình đặt một chỗ khác nha. Hai cái này các bạn thấy là của Mitsubishi nguyên zin nè. Mitsubishi nguyên zin Back in Japan. Hệ là hệ 30V. Các bạn chạy 24V ok. Một bình hoặc hai bình. 1,5 kW 3 pha. Con này đi kèm IC nha các bạn. Mua thì phải có IC mới chạy được nha. Và ở đây á, nó là cái bánh xe của xe nâng đó các bạn. Nó lắp bánh xe nâng á. Bạn nhìn nè, lắp vô đây nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ốc ha, lắp vào đây. Ở đây thì hình như là cái dây thắng thủy lực nha. Dây thắng thủy lực. Cái này để mình coi lại nha. Tại vì á, đây là hộp số nè. Hộp số dầu thủy lực nó ra nè. Hộp số dầu thủy lực nó ra. Thì mình sẽ mở ra bên trong mình coi nha. Khả năng cao là thắng thủy lực. Các bạn nhìn 3 dây 3 pha. Đó. Cực chất luôn. Hàng này hàng hệ nha. Hàng này nhìn là ghiền. Cái này để mình đang đặt cái IC nó về các bạn. IC nó về xong rồi mình sẽ test cho các bạn xem nha. Một cái như vậy là khoảng 45kg. Khách nào mà chế xe 4 bánh á, một cái một thôi. Một bên thôi. Hoặc là chế xe kéo nông sản gì đó nha. Đảm bảo các bạn là tải rồi gọi là siêu cao luôn. Bao chạy bao xài. Xe nâng này hình như là khoảng 6 tấn. 5-6 tấn gì đó nha. Một cái thì tương đương nó kéo khoảng là 2 tấn. 2 tấn 3 tấn gì đó. Tầm đó. Và nó chạy cái hệ này thì các bạn xài chỉ đúng một bình thôi. 2 bình 12 hoặc là 1 bình 24. Nha. 2 bình 12 hoặc 1 bình 24. Đó. Hàng là hàng Mitsubishi. Các bạn nhìn nó to nè. Hơn 2 tấc. To kinh khủng luôn. Hơn 2 tấc, dài 2 tấc. Ra đường kính hơn 2 tấc. Hàng Mitsubishi. Kyoto Mitsubishi. Kyoto Japan, 1,5 kW. 30V. 60 min. 60 min thì các bạn biết nghĩ gì không?
trên một số cái động cơ mà chuyên dụng cần được kéo lớn á, nó để min các bạn. Nó để min nha. Min này có ý nghĩa là các bạn chạy một lần tối đa là 60 phút. Tức là chạy maximum tải nha. Maximum tải á, tức là tải mà ví dụ như xe 6 tấn này các bạn tải chở 6 tấn luôn nha, các bạn chạy thì tối đa không quá 60 phút cho nó nghỉ một cái. Đó, tại vì khi nó làm việc các bạn, toàn bộ hệ thống nó sẽ nóng lên, dây dẫn các kiểu, cho nó nghỉ một cái nha. Lùi, đó bây giờ, đó. Cái hệ này rảnh mình sẽ mở ra thì đi các bạn xem bên trong nha. Đi các bạn xem bên trong. Con này thì cực chất, hộp số không cũng đã quá dữ. Đây thì chắc chắn là hệ thống phanh. À, nó đi vào đây là phanh. À, trong đây nè, phanh dầu, phanh thủy lực. À, đây hộp số, dầu hộp số. À, bữa nay về hai cái này hồi chiều test hơi ra rất là dữ luôn á. À, hơi ra vịt luôn. Còn cái này mình không rõ là nó bơm hơi hay là bơm gì nè. Nhưng mà để mình test thử nha. Tự nhiên thấy mua này. Đây một bộ đây. Rồi chọn bộ thủy lực mini. Đây nữa. Hơn 10 triệu. Ok, giờ sẽ tập cho xong cái đơn của anh nha. Để mai sáng mình đi bãi sớm. Đi tới trưa mới về nữa.